Này có phôi linh sam to lắm nha bạn. Cái này gần như giống như cây rừng luôn, lũa lỗ sam cứng ngắt luôn rồi. Già quá nè, nó có một cái đường lũa nha các bạn. Này lấy đánh lũa cái gỗ nó cứng ngắt nè bạn. Nó có cái lỗi ở trong luôn nè, giống như cây sam rừng vậy. Đế nó đẹp lắm, nó bự lắm. Cây này được chỗ này được 6-7 dòng nè. 6-7-6 dòng. Xích xuống là gần 70 dòng. Cái đầu này đang để cao là 70-60. Ngọn cao nhất là nãy mình đo 60 nè. Cái này đóng cái bộ. Đế nó cũng đẹp lắm. Đế còn thấy mặt tiền nó đẹp ghê không? Đế tự nhiên nhưng mà cũng mặt đẹp. Mặt này cũng đẹp, nó đẹp gần như 80% rồi. Chứ mặt sau nó hơi cống cho này chứ. Hai rễ này chưa đục ra luôn, nguyên thủy luôn, nó ra rễ như này. Vẫn có rễ hết nha mọi người. Còn nguyên zin luôn, để nguyên luôn. Già như cây sâm rừng vậy. Sông Hinh lá trung nha bạn. Cái này sông Hinh lá trung. Cái này về làm lũa nè. Đánh lũa ngay cái này rồi. Nó chạy bự lắm. Cái này sam cái vậy là cũng to á. Già cây. Bự ghê luôn. Sông Hinh lá trung so với bình nước. Để cái tay mình vô là có chút xíu. Hai vợ chồng. Phôi linh sam nha bạn. Phôi này nhìn nó cũng lực bự. Sông Hinh lá trung. Phôi này cái đế mặt tiền thì đẹp rồi. Đế nó tự nhiên như gốc cổ thụ. Linh sam.